Hello, xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Ốc Chị Bi. Và bây giờ không khí xe lạnh đã tràn về rồi đúng không nào? Cho nên chị tranh thủ nhập những cái hàng mới này, trong khi chợ nó đang nhập về rất là nhiều hàng. Mình tranh thủ mình lựa hàng mới để chuẩn bị trao cho các em những cái mẫu đồ rất là đẹp, rất là xịn luôn, để mặc đi chơi Noel và mặc đi chơi Tết nha. So với những mẫu bình dân trước đây của chị thì hàng đợt này xịn hơn, cho nên giá nó có cao hơn một chút xíu. Nhưng các em khỏi phải bàn luận và so sánh, chị sẽ quay kỹ luôn về chất liệu cho các em xem, bảo đảm là thích luôn. Ta-dan! Và đây là cái kiểu áo thun mà các em rất là yêu thích, đó là kiểu hoodie, tay dài, form rộng, thể thao, dễ thương, năng động. Nhưng lần này là hàng Quảng Châu, Trung Quốc nha. Đây, nó rất là mềm, nó có rất là nhiều cotton, cho nên là nó sẽ thấm hút mồ hôi tốt hơn. Mặt nó mát, nó vừa ấm mà nó vừa mát, rất là dễ chịu luôn. Áo thứ nhất là có hình Summer Fring. Và đặc biệt là mỗi áo chỉ có một cái thôi nha. Bạn nào tranh thủ mua thì lựa chọn những cái mẫu mà mình yêu thích ha. Đây, thứ nhất là cái mẫu con mèo uống sữa Vita. Con heo hả mấy em? Con heo uống sữa Vita. Rất là dễ thương luôn. Mẫu màu hồng da nha. Đây các em xem nè, chất liệu vải nó mềm lắm. Đây là hàng Quảng Châu. Cũng là phần vải như thế này, nhưng mà nó mềm mịn lắm nha mấy em. Đây, 230.000 đồng. Tiếp đến là áo Oh My God. Đó, Oh My God là có màu cam. Form dáng thì cũng tương tự như vậy ha. Cái này là từ khoảng 35 cho tới 45-50kg là mặc vừa nha mấy em. Rất là dễ thương luôn. Đây, Oh My God. Ở đây còn có cái chữ gì nữa nè. Đó, Sweet Girl hả mấy em. Ở trên đây, trên cái tay áo thì lại còn có cái hình của bạn Xin. Wow. Đó, rất là dễ thương luôn. Còn trên tay áo này thì có thêu luôn cái chữ là Vita nha mấy em. Nó trùng với lại cái thương hiệu sữa này nè đó, Vita, mà có thể là thương hiệu của cái áo đó. Chất liệu vải là đẹp luôn, 230.000 đồng một cái áo nha mấy em. Mặc đi chơi Tết, mặc đi chơi Noel, bao dễ thương. Còn đây, đó, cũng là hoodie, nhưng hoodie dạng crop top ngắn. Các em có thể mặc kèm theo một cái áo thun bó ở bên trong, hoặc là áo dài bên trong để tạo nên một cái phong cách riêng cho mình nha. Đó, rất tết như thế này. Hoặc là mình hở một chút xíu eo cũng dễ thương mà đúng không nào. Cũng tay dài năng động luôn, nó có là cái màu cam. Đó, ok, hello. Đó, rất là dễ thương luôn, của bạn sư tử ha. Đây, vậy là chúng ta có 3 mẫu hoodie 230.000 đồng nha. Ok, Oh My God, Summer Fring nha. Yeah, và tiếp theo sẽ là hai cái áo khoác cực phẩm của shop luôn. Áo khoác gấu nha, gấu bông. Bởi vì rất đặc biệt, cái dây kéo của nó sẽ có một chùm lông giống như cái đuôi của bé gấu, rất là dễ thương. Mềm ơi là mềm luôn. Phần áo cũng như là một tấm thảm lông đó của bạn gấu vậy đó. Yeah, rất là mềm luôn nè mấy em. Đó. Trời ơi, chị không biết nói sao cho hết luôn. Rồi có cái nón ở trên nữa nha. Đó. Đây, trên cái nón còn có cái phần lỗ tai nè, các em thấy không? Hai cái lỗ tai như thế này ha, rất là dễ thương luôn. Đây, áo này là 430.000 ha. Phần lông ấm áp và rất là mềm mịn luôn nha. Mặc vô mình tưởng tượng như mình đang là một bé gấu con vậy đó, rất là dễ thương luôn. Như thế này, tay bo ha. Đây, có túi nè, có túi ha. Đó, ở bên trong, để chị kéo cái dây kéo ra. Đó, dây kéo kéo rất là nhẹ nhàng luôn nha mấy em. Wow, bên trong có một lớp lót nữa nè. Đó, rất là mềm luôn. Nói chung là cái nào cũng mềm mịn hết luôn. Và này á thì là màu hồng, mà màu hồng hơi rút rút một chút xíu, giống như hồng da mà. Màu hồng đậm đậm á mấy em, rất là dễ thương nha, sang trọng. À, không bao giờ lỗi mốt. Có cái nón nữa, trùm cái nón lên là mình giống y như bạn gấu luôn á, các em tưởng tượng xem nha. Cái phần áo là nó lông lông rồi, mình trùm cái nón này lên nữa, y xì bạn gấu con luôn. Rồi bên đây thì sẽ là gấu Bắc Cực. À, áo gấu Bắc Cực là áo gấu lông trắng nha. Đây các em xem, dây kéo nè, có phần lông rất là mềm mịn luôn. Đây nha, chị quay kỹ nè, lông này rất là tốt nha. Đây là hàng tốt đó mấy em, 430.000 đồng cái. Và chị chỉ có hai cái duy nhất thôi nha. Áo gấu mùa đông. Đó, áo gấu mùa đông thì chị gọi tên. Thứ nhất là cái áo gấu Bắc Cực. Rồi bên đây thì là bạn gấu, gấu vườn xuân, giống như là màu hoa anh đào nha. Gấu Bắc Cực thì cũng có lỗ tai nè. Đó, rất là cưng. Rồi, bạn nào yêu thích hai cái áo lông này thì hãy nhớ thả tim nha. Chứ chị thấy là nó rất là đẹp luôn nha. Cũng phù hợp từ khoảng là 35 cho tới khoảng 55kg ha. Ok. Và cái áo này khi khoác lên, các em mở dây kéo ra, người ta vẫn đệm cho mình một cái lớp lông ở đây, xong rồi mới tới cái lớp vải lót nha. Cho nên khi mình kéo dây kéo ra, tưởng tượng như là hai lớp lông luôn. Rất là xịn luôn, đúng không nào? Đó, đây là phần nón ở phía sau nè. Đó, rất là cưng ha.
Ta-da! Tiếp theo là mẫu áo khoác len. Áo khoác này lấy cảm hứng từ giống như là cái sự ngầu ngầu bụi chất á, của châu Âu ấy nha. Chị thấy là người ta rất là thích cái phong cách mà ngầu ngầu bụi bụi rồi đó. Và đầy cái vẻ thô sơ như ở phía dưới cái viền áo nè, các em xem nè ha. Đó, người ta vẫn là móc, vẫn là đang len nhưng mà làm thêm cái sự tu như thế này. Đó, nhìn nó không quá te tua ha, nhưng mà nhìn nó có cái gì đó nó rất là hay luôn nha. Đây, với lại cái phần len được đan như thế này, nhìn nó rất là ngầu. Đó, có hai cái dây nữa nè. Chị rất là thích mặc áo có nón mà nó có cái dây như thế này nha. Đó, ở phía trên phần nón thì người ta cũng có móc như vậy luôn. Đây, người ta cũng có móc nè. Đó, rất là xinh luôn ha. Móc khéo ghê chưa, đan chứ lộn. Áo này thì là 190.000 đồng nha. Cái dây kéo của nó thì ánh lên một cái ánh kim ha, rất là nổi bật, dễ thương. Và đây, chị để cái hình này là khi hai tay đưa xuống đất. Bên đây thì là khi hai tay đưa lên trời, chúng ta nhảy lên thì cái dây nó sẽ đưa lên. Đó, rất là dễ thương luôn như thế này nha. Cái form của nó là form vừa vừa đó mấy em. Đó, rất là năng động, dễ mặc ha. Rộng rãi, không có ôm bó sát vô người làm cho mình khó chịu. Mà cái này nó rộng rãi một chút xíu, nhìn nó rất là chất luôn. Đó, bạn nào thích mẫu này thì chỉ có 190.000 thôi nha. Đó, có 3 màu, thêm màu trắng nữa nè. Đó, cái phần lông á, chị quay nghiêng qua như thế này để cho các em thấy nếu mà mình có khuôn mặt dễ thương á, nó ôm ôm sát vô khuôn mặt của mình, tạo cảm giác như là một bé thỏ nhỏ vậy đó, rất là dễ thương luôn nha. Áo màu trắng, đó, 3 màu, 190.000 đồng một cái. Tiên tần, tiếp theo thì là mẫu áo khoác tiếp theo nha. Đây, mẫu áo khoác tiếp theo có giá là 180.000 đồng. Thì đây cũng là áo len nha, áo khoác len, nhưng mà là áo khoác len dệt. Đó, hồi nãy là người ta đan nha, còn bây giờ thì là dệt. Đó, nè, nhìn nè, cái chất vải rất là mát, dễ thương ha. Có túi giống như áo hoodie vậy đó em. Áo này là form áo khoác mà dạng áo khoác hoodie nè. Thấy không, vừa có nón nè, rồi vừa có cái phần túi ở đây nữa ha. Dây kéo này có màu đen ha, màu vàng. Đây là đúng chuẩn form hoodie luôn nha mấy em. Rất là dễ thương luôn. Cái này là trừ 30kg tới 45kg là mặc đẹp ha. Dây kéo luôn nè. Rồi có màu hồng nữa nè, rất là xinh luôn nha. Đây, chất liệu len ha, nhìn nó ở bên ngoài các em sẽ thấy nó rất là xịn luôn á. Tiếp đến thì là mẫu áo lông hoodie 200.000 đồng. Có 4 màu ha, hồng tím nè, trắng nè, hồng và xanh. Ở đây mặc vô sẽ giống như là một bé thỏ nha mấy em. Bởi vì nó có bộ lông nè, các em dòm kỹ chất liệu nè nha. Nó có bộ lông rất là mềm luôn. Đặc biệt ha, là có cái phần lượn sống ở phía dưới vạt áo nè. Rất là dễ thương và nó rất là co giãn nha mấy em. Rất là co giãn luôn, mềm ơi là mềm luôn. Chị không biết sao tả được cho mấy em hiểu được cái độ mềm và co giãn rất là tốt của nó nha. Mịn lắm luôn á, như thế này. Ở phía trên á, là cổ áo tròn ha. Ở phía trên là nó là cái cổ áo tròn. Các em có thể kết hợp chung với lại một cái khăn tròn cổ thắt nơ nhẹ như thế này ha. Đó, mình có thể thắt nơ bên đây, hoặc là nơ xéo như thế này, hoặc là cái này là cái cài đa năng nha. Đó, mình để lên phía trên như thế này. Đó, rất là dễ thương luôn, đúng không? Đó, điểm xuyến nhẹ thôi, như thế này. Đây, giống như cái màu tím này, chị cũng điểm xuyến cái cài cổ ha, rồi đeo túi xách vô. Nói chung là cái áo này á, nó sang trọng ở cái chỗ là nó trơn ha. Nó không có màu mè, không có đính cái gì hết. Nó chỉ có phần lông mịn như thế này thôi. Còn đính á là mình sẽ tùy ý mình thắt khăn, hoặc là mình thích đính cái gì lên cho nó dễ thương, như là túi xách hay là cái gì đó cũng được. Hoặc để trơn thì nó cũng rất là sang trọng luôn. Đặc biệt ha, mềm lắm luôn á mấy em. Nè, tuyệt vời luôn. 200.000 đồng cả nha. Chỉ có là 4 cái và mỗi cái là mỗi cái màu khác nhau. Bạn nào thích thì nhớ đặt sớm 0937899707 để được cái màu mà mình yêu thích. Tiếp theo thì là màu áo đầm Hàn Quốc nha. Đây là mẫu áo đầm Hàn Quốc, áo cặp hai cái luôn. Có giá là 205.000. Thì cái áo này ha, nó ở trong. Đó, cái áo này nó ở trong giống như ở bên trên bên đây nè ha, vừa có thể che nắng phần tay, vừa có thể là che trên đầu nữa. Đó, có một cái túi ở đây nha. Đây, cái túi ở đây nè. Rất là dễ thương luôn nha. Rồi, ở phía trên nó còn có đính một cái khoen toàn ten như thế này, ngọc trai nữa. Rất là dễ thương luôn. Đó, cũng như là hai cái dây nón thì nó có hai cục bơm bơm nè mấy em xem. Rất là xinh luôn nha. Đó, áo này mình cũng có thể làm áo đầm rời luôn á mấy em. Đây, nếu như mà mình kết hợp riêng thì nó có thể nè ha, các em xem nè. Mình sẽ có được 3 món. Ví dụ như kết hợp chung thì sẽ là được một bộ như thế này, hoặc là mặc rời ra như thế này, hoặc là mặc rời riêng một cái áo như thế này. Thì ở đây mẫu này chỉ có 3 màu ha, trắng đen nè, trắng hồng nè và trắng vàng nha. 205.000 đồng.
Và như vậy video của chị đến đây là tạm kết thúc nha. Coi như là chị đã giới thiệu xong phần áo khoác rồi đi. Rồi còn những cái mẫu này chị sẽ làm ở video phần 2. Rất mong các em sẽ theo dõi nha. Đây là những mẫu đồ rất là mới, rất là hot của shop luôn. Muốn đặt hàng thì hãy nhớ là 0937 899 707 nha. Đừng quên xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng. Những mẫu này thì nó có giá cao hơn một chút xíu, bù lại chất lượng và form dáng của nó cực kỳ chuẩn luôn nha các em.